Ờ, mình đang bị kẻ lệch chân mày á. Dạ. Này nó hơi xéo luôn á. Hôm nay đi đâu vậy? Lay out của việc thay gia đình là sẽ làm gì? Mình sẽ make up vậy thôi, tay tay chiếu lâu để cho nó, tại vì mình mặc đồ hơi trời ơi, kẻ nhưng mà xuất sắc. Hello leader, hello. Xin chào mọi người. Hôm nay là offline của Kenji King of Rap, không phải B36 nha. Không phải B36 nha. Không phải B36 không hề có một cái sự xuất hiện của B36. Hôm nay mà mình chỉ đến ủng hộ thôi. Mà thôi, dù sao thì cũng chúc Kenji B36 có một ngày thật là vui vẻ, thành công. Còn còn mình sẽ cố gắng tìm lại Kenji B36 sau. Chúc Kenji B36, chúc Kenji King of Rap. Còn anh mới được đó Kenji. Của em thì cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Thì cảm xúc bây giờ hiện tại của em thì em rất là hồi hộp. Tại vì đây là cái buổi offline riêng mình đầu tiên mà em tổ chức. Nên là cũng thấy hơi hồi hộp chút xíu, nhưng mà mình hy vọng là tí rồi mọi người sẽ đón nhận cái những phần trình diễn của mình và khách mời của mình. Tại vì là đây mình cũng khá là tâm huyết, cho nên là nhớ hy vọng mọi người thích. Ok, em phải chia sẻ một chút xíu về khách mời của ngày hôm nay không? Thì khách mời ở hôm nay đó chính là anh Vimi Bá Vương, anh Đáp Lô, anh Visa với anh Sư Lời Đi. Thì cái lý do mà em mời tất cả những bốn người khách mời này là nó có một cái ý nghĩa thâm sâu, là ý là những vị khách mời này không đơn thuần là khách mời bình thường, mà sẽ là những người mà em sẽ dự định hợp tác trong tương lai, trong thời gian sắp tới. Cho nên là em đã mời bốn người này để cho ra mắt cho mọi người luôn. Ok, và Kenji đã chuẩn bị cái gì cho buổi họp live ngày hôm nay? Em chuẩn bị thì trong họp live hôm nay thì mình đã diễn lại tất cả các tiết mục trong King of Rap của mình. Cùng với sẽ có những khách mời, những cái bài hát mà trong phần thi của mình thì nó có giọng, nhưng mà hôm nay thì mọi người sẽ thấy mặt của người ca sĩ đã hỗ trợ mình. Và đó, cũng có những cái
có nhóm nhảy Joker Kids. Thì là trước khi mình đôn Bơ 6 thì là nhóm mình đã hoạt động trong Joker Kids. Thì hôm nay mình cũng mời mọi người. Và Joker Kids thì vừa qua thì cũng theo chương trình 100 giây rực rỡ trong với mình và được giải nhất. Thì đó là Kenji có thể gửi một lời đến các bạn castle của mình ở xa, các bạn không đến tham dự offline được, thì Kenji có lời nào gửi các bạn hay không? Thì xin chào tất cả các bạn ở xa đang xem qua màn hình. Thì mình hơi nghĩ là các bạn không đi xem thì các bạn sẽ khá là tiếc đấy. Nhưng mà mình hy vọng là nếu mà khi mà cái clip từng clip một lên thì mọi người sẽ có thể ủng hộ mình một cách là cày view trên tất cả các clip đó nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin tạm biệt mọi người.